xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Nhà mình cũng mới mua mấy cái thân, gọi thân già. Cái này gọi là gì? Cây của Hòa Bình. Cây của cái gì? Tân Lạc Hòa Bình. À, cái này là quên nhớ rồi. Cái này là cây của Tân Lạc Hòa Bình. Thông phần dê. Cái này hồi nó bự, nó bít cái lỗ lại rớt. Ủa cái bự hết rồi hả? Tân Lạc Hòa Bình. Dài dài để thiếu. Thẻ dư một chút cũng được, mình bỏ. Dài quá, phí. Cuộn nó mấy đồng vậy? 50.000. Chút cái gì cũng tiền hết. Trồng ra bông mai mốt bán rửa chốn đã. Cây cố định ở giữa nó mới đứng được. Này sao anh bỏ sốt? Khỏi sốt cũng được. Ra nhiều quả thân không? Lệch không? Xí nữa chỉnh chỉnh lại xíu. Giật, nó hơi giật đây, dài ngắn ngắn cột qua đây một cái nữa được. Cột qua đây nữa khỏi ngã nè. Mình trồng thì cái dài dưới nay mai nó lên cái thân khác hay là cái cây cái khúc ở dưới đây nó héo queo hết rồi nó hư vậy làm gì. Thôi chỉnh nó lại. Trồng cái Tân Lạc Hòa Bình này. Những cái này thì nó hơi khó xíu. Nó không có thẳng đó. Nó không có theo một chiều hướng nào cho nên là hơi vất vả, rất vất vả hơn. Kịp đầu nó lại đó. Cái mùi thơm thơm vậy.
cho quả thông mịn lên trên. Dẹp vô hả? Để nó cột cho nó thẳng. Cái cột nó ngắn. Ta mới nói là uống cây uống từ lúc mình trồng vậy, uống thì uống luôn vậy. Con từ thở còn thơ, người vợ từ thở bơ vơ mới về. Rồi con kia đâu? Chơi luôn. Sáng buồn buồn chứ. Bỏ sau. Cái chậu này là mình thay cái giá thể, thay chậu khác. Mình sang qua mình lấy. Rồi. Chậu này mình một cây. Rồi. Giờ thì mình tiếp tục mình trồng vô cái chậu đen đây. Bỏ miếng xốp vô cho nó đỡ. Rồi bỏ phân dê vô. Dê vô đấy, bỏ phân dê này, vừa bỏ phân dê đậm ấy chứ. Mới mua. Mới bán dép có tiền mua. Cái này giờ là chắc phải để dài. Giờ là mình phải lấy những cái cây. Em mới làm cái á trước đi. Em nghĩ như cái chậu đây trước đi. Chậu nào mà cái cây nào mà nó được đây nè. Cây đây hả? Phải đứng như sao được? Phải đứng không? Phải có một cái cây để tìm cái thân này cho nó. Cái thân này cho đứng vậy hả? Cũng phải đứng. Nó ngang ngang là nó dài quá. Đây đi, được. Được. À. Rồi cái này thì thay làm vô đây. Cầm mấy chiếc đũa kia nói vô đây ra cho bác đưa, nói lưu cầm để giùm ngang rồi đây. Đây để trồng hai cây, một cây đây với một cây nhỏ ở một bên. À, cái rễ nó vậy không, cái rễ nó vậy khó để trù này, mai mình thay chắc mình bỏ nguyên chậu vô luôn quá. Đây thắt hai cái đây. Một chậu này. Ủa anh cột cái đây lại hả? Ừ. Anh thắt lại hả? Cho nó khó đứng quá. Đó. Hồi nãy mình quên bỏ cái này chậu kia, bỏ chị lại chưa? Nó rung quá. Rồi.
hết phòng. Bữa nay mua phòng hỏi xong. Rồi những chậu tăng lạc Hòa Bình này đã trồng xong rồi mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 cây. Nhưng mà trồng ra có 7 chậu thôi. Tại vì cái cây nhỏ mình trồng trồng đôi luôn. Còn cây nhỏ thì mình trồng đôi. Còn cây lớn thì mình trồng chiếc một cái này. Thì được 2 cây lớn. Đây. Cái này ươm cây. Cái này ươm cây đây mọi người. Ở dưới đây là lớp vỏ thông. Ở trên này là lớp gì đây? Dớn hả? Là để sau này là nó nảy mầm ra là mình ương tự nhiên á, không có thuốc gì, không kích không thôi vậy. Cái đây là mình ương tự nhiên luôn đó mọi người. Đó. Và mình được 7 chậu ha, dưới ương ít cây nữa. Đó, bây giờ mình cũng xin chúc mọi người một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và mình cũng quên đó mọi người, cái cách trồng thì mỗi người có mỗi cách trồng riêng. Ở đây mình trồng bằng vỏ trấu. Ở đây thì mình trồng bằng cái vỏ thông thôi, tại vì ở nơi mình nó có vỏ thông nó nhiều thì mình trồng vỏ thông. Còn ở những nơi khác thì có thể là bằng sơ dừa hoặc là những cái nào mà cảm thấy êm tay thì mình trồng. Mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Bây giờ mình xin dừng video ở đây. Xin cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở những clip sau.